Hi, xin chào các bạn. Mình là Bính Kim Minh đây. Thì uh, trên tay của mình hiện giờ đây là con Apple Watch Ultra 2 và đây là con Garmin Venus 3. Đó. Thì hôm nay mình sẽ so sánh hai cái con này có những điểm gì đặc biệt như bạn và con nào nên mua. Đó. Thì để so sánh hai con này một cái chính xác đó, thì mình sẽ nói về cái nhu cầu uh, của mình Xài uh, uh, nha bạn chứ mà so sánh chung chung rồi cấu hình rồi uh, giá thành nữa thì mình thấy là nó nó cũng không có uh, Nó không có chuẩn lắm bạn tại vì con Ultra 2 này này nó gấp đôi có con uh, Venus 3 Venus 3 nên so sánh nó khập khiển lắm nên nói chung đó, là mình phải so sánh một cái mặt nào đó thì á, mục đích của mình sử dụng hiện giờ của hai cái con này á thì đa số là bạn là mình mình sử dụng trong cái vấn đề là công việc là chính cho bạn còn luyện tập là không có nhiều như bạn luyện tập rồi không có nhiều mình chỉ là coi giờ rồi đi ngoài đường coi ai gọi mình biết người đó là xong để áp ứng công để đáp ứng nhu cầu công việc á, thì mình khuyên các bạn nên mua cái con Venus 3 này đó, nó có cái dòng Venus 3S nữa nó chỉ khác nhau là cái mặt đồng hồ lớn thôi cái của mình là lớn nhất rồi là 3 còn 3S thì nó nhỏ hơn đó thì tại sao nó phục vụ công việc nhiều nên thì nên mua con Garmin 3 này các bạn thứ nhất á, là nó hỗ trợ cái cuộc gọi bạn khi đi ngoài đường á các bạn chạy xe ngoài đường, chạy xe mấy ngoài đường á, khi mà gọi người ta gọi nếu mà bằng gọi bằng điện thoại thông thường á thì hai con đều báo. Nhưng mà nếu mà dùng điện thoại bên thứ ba các bạn. Đó, nếu mà ví dụ là Zalo rồi đó thì cái con Apple Watch này nè, Ultra 2 này nè, nó sẽ không có nó sẽ không có hiện lên người gọi như bạn. Mà sau khi gọi xong á thì nó mới hiện là Thông báo cuộc gọi nhỏ đó, thì uh, mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Còn cái con Venus 3 này này, khi mà gọi Zalo hoặc là bên thứ ba, Facebook, Messenger này, thì nó vẫn hiện lên, mình biết sẽ biết ai gọi nha bạn. Đó, đây đây là cái điểm mà con Venus 3 này nó hơn với con Apple Watch duy nhất một điểm thôi. Còn lại mọi mặt nó đều thua hết bạn. Thì lượng sử dụng đó, thì cái con Venus này 3 này nó hơn con Apple Watch thôi đó nhưng mà con này xài được 3 ngày thì cũng mình cũng không đáng kể còn con này được xài được 5 năm ngày như vậy bạn? 5 đến 6 ngày nếu mà mình xài uh, uh, công cái, những công việc bình thường như vậy bạn? rồi mình thử cho bạn xem nha à, tin nhắn thì uh, bình thường thôi bạn bây giờ mình nhắn hai này hai 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 này thì hai uh, con đều sẽ nhận được đó cái con này thì uh, cũng nhận được hai 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 con apple watch cũng nhận được con uh, Uh, Gamin van 3 cũng nhận được luôn nha bạn rồi còn uh, các cuộc gọi khác thì bình thường thôi bạn cuộc gọi uh, của uh, điện thoại bình thường đây nha điện thoại bình thường điện thoại bình thường thì nó nhận bình thường rồi bạn thì hai con sẽ điều nhận như nhau đó các bạn có thể thấy Apple watch nhận và con uh, uh, Garmin ramin uh, 3 đều nhận như bạn đó rồi báo con nào con báo nha bạn đây là mình vô cái cái Zalo này đó bây giờ mình gọi cho minh Đức em mình này thì các bạn đó các bạn thấy là cái con con Venus này nó báo người gọi là mở hổn nha bạn còn cái con Apple Watch Ultra 2 này nó không báo nha bạn đó và sau khi kết thúc thì nó mới báo là thông báo cuộc gọi nhỡ. Các bạn có thể thấy là cái thằng Gamin Ultra 2 thì nó đang báo là người gọi nha các bạn có trong danh bạ nó, nó báo trong danh bạ còn không có thì nó hiện số điện thoại nha các bạn. Còn tuyệt nhiên là cái con này nó không có gọi luôn. đó, đó. Sau khi cuộc gọi nhỡ thì nó mới con Watch nó mới gọi nó báo báo là cuộc gọi nhỡ. Còn con này cũng báo luôn thì có nghĩa là cái cái con Apple Squad này Ultra 2 nó không hỗ trợ cái cuộc gọi của bên thứ ba nha bạn đó bây giờ nếu mà không dùng Zalo thì mình sẽ dùng uh, con khác gọi nha mình sẽ dùng fan uh, tham gọi nha đó đó thì thấy hai con đều nhận đó, bạn đó hai con đều nhận là uh, cuộc gọi báo rõ ràng luôn tin nhắn thì bình thường đó là vừa rồi là mình đã so sánh cái tính năng nhận, nhận cuộc gọi của hai con nha bạn à, phục vụ công việc đó, thì mình đánh giá con à, Venus 3 là nó cao hơn và thật sự là mình thấy là về tất cả các tính năng còn như cơ bản tập luyện rồi thể thao báo thức rồi thì Uh, tất cả hai con này mình nghĩ là nó đều phục vụ được hết nha bạn. thì uh, mình thấy là uh, nếu mà các bạn uh, cần một cái con điện thoại mà đa năng á, mà rẻ tiền á, thì các bạn nên chọn cái con uh, VnEs3 nha bạn, VnEs3 hoặc là VnEs3s này, nó sẽ là một lựa chọn tối ưu cho bạn vừa rẻ vừa pin nhiều và gần như là cái con Apple Watch Ultra2 này có cái gì thì nó cũng có cái đó luôn nó đều nó là không có tính năng dẫn đường rồi thôi chứ còn mà mình thấy là không có khác nhau nhiều đó nhiều lắm nha các bạn rồi đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn bye bye xin chào và hẹn gặp lại